Thiền thể thiết dạng, có bạn gọi bạn rượu, có bạn bạn bằng mồm. Bạn lúc thật hữu sự mới xứng danh bạn bè, ngủ ngày thân vợ người, ưa đấu tranh làm hại, thân ác hữu sang tham, xáo sự não hại người, ác hữu các bạn lữ, ác hành hành ác xứ, đời này cả đời sau, hai đời người bị hại, cờ bạc và đàn bà, rượu chè và múa hát, ngủ ngày đi phi thời, thân ác hữu sang tham, sáu sự não hại người, chơi xúc sắc uống rượu, theo đuổi đàn bà người, lẽ sống của người khác, thân cận kẻ hạ tiện, không thân cận bậc trí, người ấy tự héo mòn như trăng trong mùa tuyết, rượu chè không tiền của, khao khát tìm tủ điếm, bị chìm trong nợ nần như chìm trong bồn nước, mau chóng tự hại mình như kẻ mất gia đình, ai quen thói ngủ ngày thức trọn xuống tiêm trường, luôn luôn say ướt mướt, không thể sống gia đình. Ở đây ai hay than, ôi quá lạnh quá nóng, quá chiều quá trễ giờ, sẽ bỏ bê công việc, lợi ích điều tốt lành bị trôi dạt một bên, ai xem lạnh và nóng nhẹ nhàng hơn cỏ lao, làm mọi công chuyện mình hạnh phúc không từ bỏ.